có gì sĩ quan đưa tay ạ. Ông cứ liệu cái ghế của ông. Lôi thôi, tôi cho vào lò làm củi đun hết. Quý vị và các bạn, một năm có bốn mùa, nhưng có lẽ mùa xuân luôn là mùa được mong chờ nhất. Mùa xuân tượng trưng cho sự khởi đầu, niềm hạnh phúc, sự đoàn viên của mỗi gia đình. Khi mùa xuân đến, cũng là lúc mọi người được trở về bên gia đình, cùng gắn kết yêu thương. Trong không khí đầm ấm sum vầy đó, mời quý vị và các bạn theo dõi những chương trình truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trong ngày 25 tháng 1, tức mùng 4 Tết Quý Mão.